đất ươm mầm sống vô biên, kết giao mạng mạch lưu truyền tông môn. Một đêm nọ, sau cuộc hành trình vất vả xuyên suốt cả một vùng nông thôn rộng lớn, các sa môn cùng Đức Thế Tôn cuối cùng cũng về tới Kỳ Yên. Các sư nhất trí họp nhau trong chánh điện để rút ra những bài học kinh nghiệm cho các chuyến diễn hành du hóa về sau. Thượng tọa Niên trưởng Chơn Tâm bắt đầu đề cập đến những hình thái sinh động qua các mẫu đất đá đa dạng với màu sắc lung linh kỳ dị của chúng. Sư nói: "Sư huynh đệ thấy đó, chuyến diễn du vừa qua đã giúp ta tai nghe mắt thấy vô số điều thú vị. Ai bảo cỏ cây hoa lá, sỏi đá núi rừng không tình không nghĩa với con người, nhất là với những bần tăng diễn ly dung dị du hóa bốn phương theo hạnh nguyện mà Đức Thế Tôn đã dày công tu tập, chứng ngộ và truyền đạt cho chúng ta. Bát cơm lý tưởng thấp ngàn nhà, bước chân đạo nghiệp muôn dặm xa, chỉ vì sinh tử hai việc lớn, xuân thu giáo hóa tháng ngày qua. Không biết quý huynh nghĩ sao, thấy gì? Chớ Chơn Tâm này đắc ý nhất là những loại đất đá kiên gan bền chí, phơi mình ra trước phong ba bão tố, nắng hạn mưa dầm, không than thân trách phận mà lại tô điểm thanh sắc, khí dị cho khách đi đường. Tuyệt quá!" Thượng tọa nói sao? Chứ em thấy có gì đâu mà phải thi dị quá như vậy. Đất đá muôn đời vẫn là đất đá, không khéo như sư chánh trí suýt nữa trợt chân lăn xuống đồi vì một cục đá bất nết, thấy người ta đi tới mà vẫn nằm chình ình ra đó. Sư Thiện Hỷ phát biểu và đại chúng che miệng cười thú vị. Sư Ngộ Giải trịnh trọng nói: "Em thấy cũng nên suy nghĩ, đúng hơn là quán niệm về các loại đất đá. Suốt cuộc hành trình, chúng ta chứng kiến vô số cảnh quan, nổi bật nhất vẫn là đất đá, mà không đáng quan tâm sao được? Chúng ta sống cũng nhờ đất, mà chết cũng nhờ đất. Dạng loại hữu tình và vô tình đều đang nương nhờ, tá túc và sanh sôi nảy nở trên mặt đất này. Kỳ diệu thay, quý huynh xem, cùng từ dưới lòng đất vươn lên, nhưng mỗi loài hoa đều có màu sắc và hương vị khác nhau. Đó là chưa kể ngô khoai lúa nếp, cây trái bốn mùa. Chúng luân lưu sinh diệt với muôn màu, muôn vẻ trên ruộng đồng, rừng núi từ năm này qua tháng nọ. Nhưng khí chất đất đá có khác gì đâu?" "Có chứ." Sư Nhất Thanh tỏ vẻ không cùng quan điểm. "Nói sỏi đá có cùng khí chất thì hình như chưa chính xác. Em thấy đất đá cũng có hình dạng và màu sắc khác nhau. Vậy thì khí chất và biên độ không đồng, nhất là các loại đất ruộng, đất gò. Nơi này bằng phẳng, nơi kia gồ ghề, chỗ này lầy lội, chỗ nọ khô khan. Rồi thì đất đen, đất đỏ, đất trắng, đất vàng. Ôi cha, nhiều loại pha tạp lắm." "Hay, không ngờ Nhất Thanh đến nín mà nay ra đòn ác liệt ta." Sư Tâm Trực dục nói và tăng chúng cười ồ vui vẻ. Nghe đại chúng nói cười hưng phấn trong chánh điện, Đức Thế Tôn bước vào hoan hỷ ngồi giữa các sư, nói: "Chà, các thầy có gì mà hân hoan sôi nổi vậy?" Trưởng lão Minh Hạnh đáp: "Bạch Thế Tôn, quý huynh đệ đang nhận xét về các loại đất đá đã bắt gặp trên cuộc hành trình vừa qua." "Vậy sao? Này các thầy thì kheo, các thầy chỉ mới luận bàn hay góp ý cho nhau về những thứ đất đá dễ thấy bên ngoài. Các thầy nên nhìn sâu, thấy rõ những lớp đất đá cô đặc bên trong, để rồi lau chùi, mài dũa, sao cho chúng trở thành những hạt kim cương lung linh phản chiếu, ra muôn màu muôn vẻ. Thế mới là đúc kết kinh nghiệm, quan sát tinh tường sau mỗi chuyến hành trình." Ngài mỉm cười đọc kệ: "Ai chinh phục thiên giới, địa cầu và dạ ma, thông giảng kinh pháp cú như người khéo hái hoa, hữu học chinh phục đất, thiên giới và dạ ma, thông giảng kinh pháp cú như người khéo hái hoa."